Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 7 giờ sáng nay, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 18,2 độ Vĩ Bắc, 114,1 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 400 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, tức là từ 89 đến 102 km/h, giật cấp 13. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, khoảng 150 km tính từ tâm bão. Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển, triều cường do bị ảnh hưởng của hoàn lưu bão, nên khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, 11, giật cấp 14, sóng biển cao từ 5 đến 7 mét, biển động dữ dội. Khu vực ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình cần đề phòng sóng lớn kết hợp triều cường gây ngập úng ở vùng trũng thấp. Sáng 1 tháng 7 tại thành phố Biên Hòa, Bộ Công an đã tổ chức lễ công bố quyết định điều động bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Sĩ Quang, Phó Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh làm Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, thay Thiếu tướng Vũ Hồng Văn nhận nhiệm vụ mới. Thưa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an đã tiến hành trao quyết định. Thiếu tướng Nguyễn Sĩ Quang sinh năm 1970, quê ở huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, có học hàm Thạc sĩ Luật học, cử nhân an ninh điều tra. Trưa 1 tháng 7, Trạm Cảnh sát Giao thông Suối Tre thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vẫn đang tiến hành khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn khiến 4 người trong xe ô tô bị thương. Trước đó, vào khoảng 8 giờ cùng ngày, xe ô tô biển số Đồng Nai lưu thông trên quốc lộ 1 hướng Bắc Nam và khi di chuyển đến khu công nghiệp Bào Xé, huyện Trảng Bom đã bị xe tải chạy cùng chiều phía sau tông trúng. Cú tông mạnh khiến chiếc ô tô bị kẹp giữa gây ra vụ tai nạn liên hoàn giữa 5 xe. Tại hiện trường, chiếc ô tô bị biến dạng hoàn toàn, 4 người trên xe đều bị thương. Sáng 1 tháng 7, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã tuyên án đối với kháng cáo của 19 bị cáo trong vụ án tại dự án đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi. Theo bản án phúc thẩm, bị cáo Vũ Như Khuê lĩnh 51 tháng tù, sơ thẩm tuyên 5 năm tù. Cao Hường Đông và Nguyễn Mạnh Cường sơ thẩm cùng 4 năm tù, lĩnh 3 năm 3 tháng tù. Bị cáo Đỗ Tấn Nam sơ thẩm 3 năm 6 tháng tù, bị phạt 3 năm tù. Còn Nguyễn Hồng Phước sơ thẩm 3 năm tù, lĩnh 30 tháng tù. 14 bị cáo còn lại, trong đó có các ông Hoàng Việt Hưng, giám đốc ban quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi và phó giám đốc Lê Nhiều bị bác kháng cáo. Bị cáo Hưng lĩnh 8 năm 6 tháng tù, Lê Nhiều lĩnh 4 năm 6 tháng tù. 12 người khác bị phạt y án các mức án từ 2 năm tù đến 5 năm tù. Tờ Mazuka Daily Valentin đưa tin cảnh sát Tây Ban Nha đã bắt hai nghệ sĩ nổi tiếng người Việt Nam do cáo buộc hiếp dâm một cô gái 17 tuổi người Anh ở đảo Mallorca. Cô gái cho biết mình bị tấn công tại khách sạn Andres phía tây nam hòn đảo vào tối 24 tháng 6. Người thân đã báo cảnh sát sau khi nhận được thông tin từ cô gái. Hai nghệ sĩ bị bắt tại khách sạn vào 25 tháng 6. Hai nghệ sĩ người Việt Nam là một diễn viên 37 tuổi và một nhạc sĩ 42 tuổi xuất hiện tại tòa vào ngày 28 tháng 6. Họ được tại ngoại nhưng hộ chiếu đã bị tạm giữ.